Hôm nay em sẽ test con Supervay gửi cho bác Khắc ở Vĩnh Phúc, Supervay Bass 50, giá là 7 triệu đồng này, đánh cực kỳ nét luôn, đánh rất là sâu và bass rất là uy lực nha, thậm chí là cái phòng khoảng 40 mét vuông, 40 mét đến 50 mét đánh uy lực luôn. Hiện tại em đang ghép với lại con Amly BB, đánh hay lắm, em sẽ test lên cho anh em nghe tham khảo này.